người dân. Các khu vực uống rượu vang miễn phí được sắp xếp thành 7 điểm xung quanh khu Hòa Bình, cùng các khu vực trưng bày sản phẩm và chụp ảnh lưu niệm, tương tác cùng âm nhạc đường phố cũng được tổ chức phục vụ trong đêm hội. Tại sân khấu chính, những người dự hội đã được các chuyên gia về rượu vang thông tin về lịch sử, kinh nghiệm, phong cách thưởng thức rượu vang. Chúng tôi định hướng phát triển mảng du lịch vang đầu tiên tại Việt Nam và thông qua đó quảng bá sản phẩm vang trên cả nước và hướng tới xuất khẩu. Dự kiến trong những năm tới, chúng tôi sẽ làm ra những dòng vang mang hương vị Việt Nam và sẽ làm cho những người nước ngoài ngạc nhiên về những dòng vang non trẻ Việt Nam nhưng mà có những hương vị độc đáo mà những nơi khác thế giới không có được. Đêm hội rượu vang được tổ chức theo hình thức lễ hội đường phố tại sân khấu chính ngay trung tâm Hòa Bình. Các chương trình ca nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đến từ Cuba, gắn kết với những vũ điệu sôi động, các tiết mục biểu diễn đường phố và trò chơi đã tạo không gian ấm cúng, vui tươi, sôi nổi cho những người tham gia trong không khí của đêm Giáng sinh 2017. Là người Đà Lạt thì em cảm thấy là lễ hội này rất là thú vị và em cảm thấy là nó rất là náo nhiệt. Dạ, thì em mong muốn là cái chương trình này sẽ được phát triển nhiều hơn nữa vượt tầm thế giới. Với lại là rượu vang, chất lượng rượu vang của Đà Lạt cũng rất là ngon, cho nên là em mong muốn mọi người có thể biết đến nói nhiều hơn. Chương trình này nên là được duy trì trong những năm tới, tại vì thấy là trong thời tiết giá lạnh của không khí Noel như thế này thì một ly rượu vang có thể làm cho mình cảm thấy ấm người hơn, ấm lòng hơn. Thấy rượu vang rất là tốt cho tiêu hóa, với lại thì thưởng thức nó thì mình cảm thấy vị đậm đà của rượu vang hơn. Tôi đến từ Anh, đã từng thưởng thức nhiều lễ hội về rượu vang ở các quốc gia khác. Nhưng hôm nay tại đây, trong không khí se lạnh này, rượu và các chương trình của các bạn rất ngon và rất hay. Đêm hội rượu vang đã trở thành chương trình sinh hoạt văn hóa rượu vang trong mỗi kỳ diễn ra Festival Hoa. Thông qua đêm hội, người dân Đà Lạt và du khách đã được thưởng thức rượu vang của Đà Lạt và của nhiều quốc gia. Theo thống kê, đã có khoảng 30.000 lượt khách đến tham dự chương trình này. Sản phẩm của rượu vang đang có nhiều cơ hội để không những đã được thị trường trong nước tiếp cận và có nhiều điều kiện để có thể tham gia vào cái thị trường của thế giới. Đặc biệt là gần đây thì các doanh nghiệp của chúng ta đã quan tâm nhiều hơn về mặt tức là hình thức, mẫu mã và cái về nguồn gốc truy xuất của nó. Và chính vì thế thì rượu vang của Đà Lạt tôi chắc chắn rằng một điều là việc gia nhập với khu vực và thế giới trong thời gian tới sẽ là điều mà chúng ta làm được. Hiện nay, vang Đà Lạt đã có mặt khắp nơi trên toàn quốc, được người tiêu dùng ưa chuộng, tin dùng. Sản phẩm được xuất khẩu đến thị trường của một số nước khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Campuchia. Vang Đà Lạt đạt được nhiều giải thưởng có uy tín, giá trị và hiện nay đang là đại diện cho thương hiệu sản phẩm rượu vang Việt Nam. Đêm hội rượu vang Đà Lạt khép lại với niềm tin đánh thức cộng đồng xã hội, cảm nhận những nét đẹp trong văn hóa rượu vang, tạo nên dấu mốc, làm tiền đề cho ngành chế biến rượu vang ở Việt Nam nói chung và thành phố Hoa Đà Lạt ngày càng phát triển. Thưa quý vị, nếu như một vài năm trước đây Giáng sinh chỉ là ngày lễ của những người theo đạo Công giáo hay Tin lành, thì hiện nay nó đã được nhiều người chấp nhận và coi như một hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng chung. Hiện nay, lễ Giáng sinh ở Việt Nam đã trở thành một dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng trong không khí ấm cúng, yên bình nhưng không kém phần sôi động. Tại thành phố Đà Lạt, nơi đang diễn ra Festival Hoa lần thứ 7, Giáng sinh năm nay dường như nhộn nhịp hơn với nhiều điểm tham quan và nhiều hoạt động phong phú hơn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ngay từ chập tối, những nhà thờ Công giáo và Tin lành lớn tại thành phố Đà Lạt đã nhộn nhịp người tham quan và tham dự lễ tại các thánh đường vào đêm Giáng sinh. Khuôn viên những nhà thờ trên địa bàn thành phố Đà Lạt được trang hoàng rực rỡ bằng những ngôi sao và những dải đèn đầy màu sắc. Những hộp quà, người tuyết, hang đá mô phỏng lại cảnh Chúa Giê-xu ra đời. Cùng với đó, tiết trời mùa đông Đà Lạt se lạnh đã mang đến không khí Giáng sinh 2017 vừa yên lành vừa ấm áp cho người dân địa phương và đặc biệt gây ấn tượng với du khách khi đến tham quan thành phố dịp này.
Mình thấy là em thấy là mọi người rất là đông vui, tuy là không được đông đúc như các nhà thờ ở chỗ mình, nhưng mà cái là cảm thấy là như thế thì thoải mái hơn. Chỗ mình đông đúc quá cho nên là đi tham dự Noel cảm giác là chỉ có người thôi, còn đi đến đây là tham gia là có cảm, nói chung là cảm xúc về Noel nó nhiều hơn, cảm thấy ấm áp hơn. Bên cạnh những nhà thờ với thánh đường nghiêm trang và khuôn viên được trang trí rực rỡ, du khách và người dân địa phương còn trải nghiệm mùa Noel 2017 tại thành phố Đà Lạt ở những cung đường hoa đầy màu sắc. Tại các khuôn viên hoa trưng bày của các làng hoa thành phố Đà Lạt bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng, những khu trưng bày hoa được sắp xếp bắt mắt, vừa phục vụ cho festival hoa, vừa phù hợp với không khí Giáng sinh, là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để ghi lại những khoảnh khắc của mùa Noel năm nay. Nhân dịp Noel cũng như là năm mới, chị cũng cầu chúc cho mọi người là được vui vẻ, sang năm mới được nhiều niềm vui mới, vạn sự như ý. Và hàng năm đều coi như là đều tới Đà Lạt này để mà du lịch, nghỉ mát. Nơi đây là nơi mà nghỉ mát là lý tưởng nhất. Giáng sinh ở Việt Nam đã trở thành hoạt động sinh hoạt cộng đồng, là dịp để trẻ em được vui chơi và háo hức nhận quà. Cũng là dịp để gia đình, người thân quây quần bên nhau vào những ngày đông cuối năm. Và trong mùa Giáng sinh năm nay tại thành phố Đà Lạt, người dân địa phương và du khách muôn phương đến đây tham quan đã cùng nhau trải qua một mùa Noel an lành và đầm ấm, chuẩn bị cho một năm mới 2018 với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, trong dịp Festival Hoa Đà Lạt, Đà Lạt Lâm Đồng đã đón một lượng lớn du khách từ mọi nơi đổ về tham quan thưởng lãm sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế. Nhận định đây là thời điểm tập trung nhiều du khách nên các dịch vụ lưu trú ăn uống đã được các đơn vị kinh doanh chuẩn bị chu đáo để làm hài lòng du khách khi đến nghỉ dưỡng tại địa phương trong dịp Festival Hoa. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hòa chung không khí rộn ràng của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7, lượng du khách đổ về thành phố Đà Lạt trong những ngày qua tăng mạnh. Ngoài các hoạt động vui chơi tại các địa điểm được tổ chức lễ hội, các khu điểm du lịch để làm đa dạng các dịch vụ sản phẩm phục vụ du khách, thì lưu trú là một trong những dịch vụ không thể thiếu của du khách trong dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7. Theo phản ánh của các chủ khách sạn kinh doanh trên lĩnh vực lưu trú, tính từ ngày 22 tháng 12 đến nay, các dịch vụ buồng phòng ở các khách sạn đều đạt công suất từ 80 đến 100%. Tùy vào chất lượng của từng dịch vụ mà giá phòng ở Đà Lạt có nhiều mức giá khác nhau để phục vụ du khách. Song giá phòng ở tất cả các khách sạn đều được niêm yết công khai và có mức giá tăng từ 20% so với ngày thường, đồng thời đáp ứng đầy đủ và hài lòng du khách khi đến tham quan, nghỉ ngơi tại Đà Lạt trong những ngày qua. Theo phản ánh của nhiều du khách, tính đến thời điểm này, các dịch vụ đều đảm bảo, chưa để xảy ra tình trạng thiếu phòng, tăng giá thất thường, làm ảnh hưởng đến nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của du khách. Cái giá cả thì cũng theo như cái mức bình quân của họ đăng ký đúng với cái địa phương. Như ví dụ ngày thường là người ta đăng ký 1 đồng, thì cái ngày Tết người ta đăng ký 1,5 đồng, người ta làm đúng chứ họ cũng không có làm trật. Theo mình nghĩ cái dịch vụ như ở Đà Lạt nên là giá phòng ốc mình thấy hài lòng. Phục vụ và khách sạn đây rất tốt và chuẩn. Nói chung là mình rất hài lòng về du lịch tại thành phố Đà Lạt. Cùng với các dịch vụ lưu trú thì ăn uống cũng là dịch vụ không thể thiếu của du khách khi đến với địa phương. Dạo quanh một số nhà hàng quán ăn tại Đà Lạt, trong ngày thứ 3 diễn ra lễ hội, giá cả các dịch vụ ăn uống phục vụ người dân dịp Festival Hoa cũng tăng khoảng 20-50% so với ngày thường. Đến thời điểm này, vẫn chưa xảy ra tình trạng chặt chém trong các dịch vụ ăn uống. Đa phần các quán ăn đều có bảng giá niêm yết cụ thể và chưa xảy ra tình trạng về ngộ độc thực phẩm. Tại khu vực trung tâm Đà Lạt, nơi du khách tập trung xem không gian hoa bên hồ Xuân Hương, giá dịch vụ ăn uống thường cao hơn so với các quán nằm xa trung tâm. Tuy giá có cao hơn đôi chút, nhưng du khách vẫn hài lòng. Tuy nhiên, nhiều địa chỉ có khách tới khá đông, nên không ít quán ăn uống cũng rơi vào tình trạng quá tải, đáp ứng không kịp do nhu cầu của người dân và du khách tăng cao. Đến đây là không khí lạnh, coi như mùa Noel rất là đẹp, triển lãm hoa đẹp, những chỗ dịch vụ ăn uống rất tốt, giá phải chăng, thức ăn ngon. Phòng khách sạn đẹp, sạch sẽ. Theo tôi thì tôi đến với thành phố Hoa Đà Lạt thì tôi thấy phòng ốc, khách sạn, rồi
cách phục vụ với giá cả ăn uống tôi thấy phù hợp. Thì tất nhiên là trong nhiều lễ hội thì nó phải có cao hơn rồi, mình phải chấp nhận vậy thôi. Đem được những cái hoa đẹp, cái cảnh đẹp, cái hoa đẹp, cái đường phố rất là đẹp, tôi thấy thỏa mãn. Mặc dù các dịch vụ về ăn uống và lưu trú tại Đà Lạt có tăng giá, nhưng nhìn chung vẫn làm hài lòng du khách khi đến với thành phố hoa để hòa mình tham gia lễ hội. Đây là một trong những ấn tượng đẹp sẽ còn đọng lại trong lòng du khách ở những ngày tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, nằm trong chương trình Festival Hoa lần thứ 7, tại thành phố Bảo Lộc sẽ diễn ra đêm hội Plao Tơ Trà Lan Tỏa, nhằm gắn kết với các hoạt động tôn vinh người làm trà, người trồng dâu nuôi tầm, ôm tơ dệt lụa, quảng bá thương hiệu trà Plao và tơ lụa Bảo Lộc. Đài Phát thanh Truyền Lâm Đồng sẽ truyền hình trực tiếp chương trình này trên sóng LTV. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. VBLAC cân đối tỷ lệ đạm, béo, bột đường, vitamin và khoáng chất dồi dào dinh dưỡng cho bé lớn.